quý vị đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chương trình được dựa theo format của đài truyền hình Kansai TV Nhật Bản với sự tài trợ chính của thương hiệu TV Akino, tuyệt tác công nghệ cho gia đình Việt. Thế bây giờ chúng tôi sẽ bắt đầu kết nối cho những cặp đôi còn đang tìm một nửa yêu thương của mình. Hy vọng ngày hôm nay họ sẽ đồng ý hẹn hò quý vị nha. Chúng ta sẽ đến với cặp đôi đầu tiên. Vậy nhiều lúc em nóng quá thì em có thể là đập một cái gì đó. Đập cái gì? Đập bàn, đập ghế cho nó hả giận đó chị. Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Dạ, em chào chị Cát Tường. Em chào anh Quyền Linh. Chào bạn nam bên kia. Chào tất cả quý vị khán giả. Em tên là Lê Thị Thanh Trúc. Em năm nay 23 tuổi, đến từ Tiền Giang. Dạ, hiện em đang làm nhân viên bán hàng showroom tại công ty Lụa Thái Tuấn. Rồi, mời bạn trai. Dạ, em chào anh Quyền Linh. Chào chị Cát Tường. Chào bạn nữ bên kia và tất cả các khán giả trong trường quay. Em tên là Huỳnh Hữu Kha, năm nay em 25 tuổi. Em hiện đang làm dân quân tại huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Quê em thì ở Tiền Giang, nhưng em thì sinh sống ở Đồng Nai, ở Cái Bè, Tiền Giang Cái Bè, bạn gái ở huyện nào? Dạ, em ở huyện Gò Công Tây anh. À, Gò Công Tây. Dạ. À, em biết Gò Công Tây không? Xuống Gò Công Tây cũng vài chục cây thôi. Hy vọng rằng ta cùng quê với nhau cũng đã có chút thuận lợi ha. Dạ, dạ. Thôi, mình có những cái điểm mạnh nào hả em? Dạ, điểm mạnh của em là biết chăm sóc cho người xung quanh. Rồi biết nấu ăn. Tính tình thì chậm, có thể chịu được bạn gái. Có chịu được sự càm ràm của bạn gái không? Dạ, nếu bạn gái nói thì em nghe thôi ạ. Còn về điểm yếu á, thì em hơi cao tí. Thấy nó không có được tự tin về cái bản thân mình thôi. Trời ơi, cao ta càng phải cao có gì đâu. Cao mới là điểm mạnh đó. Anh mà cao được như em, anh nổi tiếng lâu rồi á. Rồi, vậy mình có tật xấu gì nữa không em? Tánh xấu á, tánh nết có cái gì xấu dạ, không? Dạ, có vậy, nhiều lúc em nóng quá thì em có thể là đập một cái gì đó nhưng mà... Hả? Đập cái gì? Dạ, có lẽ là đập bàn, đập ghế cho nó hả giận đó chị. Rồi đó, lỡ anh nóng quá anh đánh em luôn rồi sao anh? Không, không có em ơi. Rồi, bạn gái thì sao, mình là điểm mạnh, điểm yếu gì em? Dạ, điểm mạnh của em là em biết mai vá, em biết hát, em cũng hay nói nhiều lắm chị. Hay nói nhiều lắm dạ. Hả? Và cái đó cũng là điểm yếu của em đó chị. Em rất hay khóc nhẹ hả chị? Khóc nhẹ. em dễ xúc động lắm. Rồi thường thường khóc là ai dỗ? Khóc mệt thì thôi. Trời đất ơi, lý do gì mà mình khóc? Ai làm gì mình khóc? Chỉ cần la lớn cái là em khóc. Dạ. Cũng nhạy cảm quá ha. Tên Trương. Em trải qua một mối tình quen nhau được 1.5 năm. Hai bên gia đình không chấp nhận. Và sau đó thì anh bị tai nạn và anh về quê tịnh dưỡng. Và rồi tụi em không còn liên lạc với nhau. Lý do sao gia đình không chấp nhận? Do là Bắc Nam chị. Rồi, bạn trai bên kia. Dạ, em thì có hai mối tình. Nhưng mà mối tình gần đây nhất thì lúc em đi bộ đội á, lúc em xuất ngũ á, thì bạn nói đi về miền Trung, kêu em về với bạn. Nhưng mà do hoàn cảnh gia đình em là có một mình em là con trai, nên không có về được, nên chia tay từ đó à. Hai bạn giống nhau về tình yêu quá ha. Em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Dạ, cái mẫu người lý tưởng của em là cao từ 1m6 trở xuống. Sao không trở lên cho nó bằng em mà trở xuống? Em đã cao rồi nên giờ kiếm người cao nữa thì tới lúc mình sinh con thì nó... Nó đâu liên quan tới đâu. Trời, giờ mình cao mình lấy người cao đứng với mình cho nó xứng đôi vừa lứa chứ. Ừ, hay em kiếm người 1m5 đi cho nó hợp. Dạ, được luôn anh. Được luôn hả? Dạ, được luôn ạ. Kỳ lạ tất. Dạ, là mẫu người lý tưởng của em là da trắng. À, biết nấu ăn, có lúng đồng tiền thì càng tốt, nhìn càng dễ duyên à. Lúng hai ba bên được không? Mấy bên cũng được anh, một bên cũng được và ba bên cũng được. Có hết á. Bây giờ em không thích cái điều gì ở người bạn gái? Nói dài á, một vấn đề nó hoài, nó hoài. Nãy em mới nói em chịu đựng được bạn gái. Chịu nhưng mà chịu được vài lần anh chứ không có. Mà phụ nữ không bao giờ nói một lần đâu em ơi. Vậy thì em mới nói nhiều lần lắm trời ơi, có khi ta nói tới sáng tới ngày mai tháng sau luôn. Ráng chịu đựng đi cưng. Dạ, đó là cái đáng yêu của phụ nữ đó. Cái đáng yêu của phụ nữ đó. Còn em, mẫu người bạn trai mình như thế nào? Mẫu người bạn trai của em là phải cao hơn em tầm 1m7 á chị. Thì bên đây đó là dư rồi đó, dư rồi đó. Cao quá được không? 1m8 được không? Dạ được anh. Rồi. 1m9 được không? Dạ không, cao cao quá. Em mét mấy? Dạ em mét 83. 83 đó em. Dạ được anh. Được, có gì đâu. Về tính cách đó là em cần người đàn ông mạnh mẽ, có chính kiến của mình. Rồi. Dạ.
đẹp trai cỡ anh Quyền Linh thôi. Đẹp trai thì mới có nhiều đứa. Cái này đáp ứng không được em ơi. Anh Quyền Linh ơi, đẹp hơn anh là em không chịu đâu nha. Thôi thôi, bữa nay anh cảm ơn em khen anh đẹp trai. Em cao hơn anh, yên tâm đi. Đừng ốm quá và cũng đừng mập quá chị. Thường mấy người cao hay ốm lắm. Em không thích những người đàn ông mà rượu chè bê tha. Uống rượu thì cũng được, em cũng chấp nhận được, nhưng mà đừng có có nghĩa là quá. À, làm dạ. Chủ được đúng không? Dạ đúng rồi, không hút thuốc. Em thích những người lịch sự chị. Lịch sự là dạ. Sao sơ mi trắng khác màu được không? Cũng sơ mi chưa trắng rồi. Quần tây, quần jean được không em? Bữa nay anh Linh anh cũng mặc quần jean dạ. Giống anh Linh. Dạ được, giống anh Linh được. Giống anh Linh là được. Dạ. Da dẻ làm sao? Có đen hơn anh Quyền Linh không anh? Cỡ được chị. Được. Sống mũi cao. À, cũng hơi cao. Có cái điều gì em không thích ở người bạn trai nữa không? Vũ phu chị. Nãy em nghe đập đồ em sợ quá chị ơi. Không, đập đồ thôi chứ đâu không có dám đập người đâu. Mà tướng này đập em cũng không có nổi đâu, yên tâm đi. Bây giờ chừng nào tiến tới hôn nhân được? Dạ khoảng 1-2 năm. 1-2 năm dạ. Làm dâu được không em? Dạ em làm được. À đợi để chị hỏi nha. Em nghĩ là khi nào mình tiến tới hôn nhân được? Khi nào hợp thì có thể là nửa năm hoặc một năm. Dạ em ở với ba mẹ mà có mình em thì sau này về thì cất riêng một căn hoặc là ở chung cũng được. À đi làm rể được không? Dạ chứ không chị ơi, tại vì nhà em có một mình em là con trai à. Chứ nếu làm gái thiệt thì em đi ra miền Trung rồi chị. À có mẹ có dặn tuổi tác rồi có chiều cao vóc dáng cân nặng gì không? Phải người thấp thấp thôi chứ không có cao, nhưng mà em cũng thích như vậy tại vì người ta tốt hết rồi, người ta hơi cao cũng không được hả? Hơi cao thôi chị. Cao 1m8 chứ nhiều thì em 1m83, em hơn người ta rồi. Được không? Em đi với anh em khỏi mang giày cũng được. Vậy bạn gái bên đó cao bao nhiêu chị? 1m8. Phải không chị? 1m79 à. Được không? Chắc được phải không? Xem lại chứ. Xem gì trời? Người ta muốn cao, tôi muốn siêu mẫu chân dài. Bởi vậy? Không muốn siêu mẫu chân dài. Được rồi, anh qua thăm đàn gái coi có lúm đồng tiền. Lúm mấy cái cũng được đúng không? Chào anh. Chào em gái. Dạ. Được đấy. Da trắng có. Đồng tiền có. Nụ cười rất tươi ha. Gái Tiền Giang là rất dễ thương nha. Chiều chồng luôn á, lúm đồng tiền phải có hả? Dạ, không có cũng sao anh. Thôi, ta đâu cần có, ta vẫn duyên. Ôi trời ơi, đồng tiền ngon lành luôn. Xin lỗi, đàn gái hơi bị xinh à. Dạ. Đó. Thì những người làm ngành may á, thường thì chăm sóc gia đình rất là tốt, bởi người ta cẩn thận từng đường kim mũi chỉ. Đàn trai chịu đàn gái đó nha. Rồi, bây giờ mình sẽ hỏi ý kiến của người nhà ha. Hôm nay em đi với ai? Dạ em đi với em gái ruột của em với lại hai người bạn thân. À em ruột đó hả? Dạ. Rồi nhìn em gái ruột là biết chị như thế nào nha cưng. Dạ. À, dạ em chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường và dạ, tất cả khán giả ở đây. À, em tên là Ngọc Hân, là em gái của chị Trúc. Chị em có một thật xấu là thích hay ngủ, giận lên hay nóng tính thì nói chuyện thì lớn tiếng một xíu nhưng mà thì cho qua hả? Dạ. À, không biết là anh có chịu được tính của chị em ạ? Chắc anh cũng sẽ gán chịu thôi em ơi. Dạ em thấy anh thì rất là lịch sự. Nhìn rất là cao đúng không? Dạ cao. Rất là hợp với mẫu người của chị em ạ. Rồi cảm ơn em. Em gái chịu rồi ha. Rồi bên kia anh trai đi với ai nè? Dạ em đi với chị ruột của em với lại bạn của chị em ạ. Đó nhìn chị ruột luôn là biết ảnh luôn ha. Chị em chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Chào khán giả và chào em gái. Em tên là Huyền, chị của Hữu Kha. Hữu Kha nhà chị thì nó hiền lắm. Nó hiền mà nó ngoan lắm. Nó không có cờ bạc, không có rượu chè gì hết trơn á. Nhìn chị quậy chứ nó không có quậy đâu cưng. Chị quậy lắm hả? Nhìn em thì nhìn cũng được. Nói về cái chuyện về làm dâu á, nhà ba mẹ không có khó. Tại vì Hữu Kha nó là con một. Nhưng mà cái vấn đề làm dâu không phải là nhất thiết phải ở chung nhà. Nhưng mà ba mẹ em là muốn là ở gần với nhau để qua lại hữu hỷ đâu này kia thôi. Chứ không có quan trọng là vấn đề ở chung. Nói chung là ổn. Ổn à? Dạ. Rồi cảm ơn anh chị. Nói dạ. Vậy là quá được luôn em. Bây giờ vấn đề chỗ là hai bạn nói chuyện với nhau thôi. Mở rào. Rồi mời hai bạn. Mời các bạn. Anh có món quà muốn tặng cho em. Dạ cảm ơn. Cái quà này là nếu mà được thì anh sẽ giữ ấm thay cho con gấu này, còn nếu không được thì anh sẽ nhờ con gấu này giữ ấm cho em. Dạ em cảm ơn anh ạ. Chào ha. Em làm đó là thứ bảy chủ nhật em nghỉ được hết hay sao nghe? Dạ không anh, em làm xoay ca. Không, nếu như mà em với anh mà có tiến tới nữa thì em sẽ về chuyên ngành của mình, đó là bên kỹ thuật may, em làm được.
Nếu như gần nhà anh có công ty mai này nhà kia, anh có thì nhiều em về được. Gần nhà anh có nhiều khu công nghiệp lắm. Dạ. Vậy thì tốt quá rồi. Anh cảm nhận về em như thế nào anh? Thì như nãy anh nói đó, dạ, em là một người xinh mà em còn biết nấu ăn nữa thì... Anh biết nấu ăn không anh? Anh thì cũng biết chút chút, đủ để nấu cho gia đình ăn thôi chứ cũng không phải là ngon lắm. Anh thì biết chăm sóc gia đình, chăm sóc bản thân, thì tới lúc nếu mà em có quen anh thì em đừng có lo cái vụ mà chăm sóc. Dạ. Nếu mà có gì thì anh sẽ chăm sóc nha. Dạ được. Anh thì ít cũng ít đi chơi lắm, tại vì cái tính anh nó cũng hơi nhát tí á, cứ đi làm mà đi về nhà. Có nhiều người rủ anh đi nhậu anh cũng không đi nữa. Tại vì nhậu anh nhậu yếu, anh nhậu có chừng 2 ly, 3 ly là anh xỉn mất tiêu rồi. Mà xỉn mà vẫn biết đường về nhà, chứ không có phải là lầy lội ngủ ở chỗ nào gái nào. Tính em thật sự ra là em cũng bực mình, em hay nói nhiều lắm. Thì anh thì em thấy nghe nãy là có tính đập đòn, cho nên em cũng sợ. Là nhiều khi anh nóng quá, anh em nói nhiều quá cái anh giớt em luôn. Anh chưa từng đánh ai luôn. Anh chỉ có đập bàn, đập ghế, đập theo kiểu mà nóng quá thì mình đập cho mình hết nóng thôi chứ không có gì hết trơn á. Hai bạn đứng lên đi coi xứng đôi không, cặp này chiều cao rồi đó. Mình đứng nắm tay nhau, mình truyền cảm hứng cho nhau, hát tặng nhau đi em. Hợp lý ha. Hay, em thấy một bài suy nghĩ trong anh. Hãy để cho anh được yêu, yêu em trong từng suy nghĩ. Dù là tên tên thôi nhưng anh cũng thấy vui rồi. Chỉ cần cảm nhận thôi anh thấy cũng đủ rồi. Dạ. Như vậy là ta đã có cuộc trò chuyện cũng không đến mức dài lắm, nhưng mà đủ để chúng ta có thể hiểu nhau. Bấm là trao duyên đi. Suy nghĩ cho kỹ với các bạn nha. Nào, chuẩn bị. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng. Họ đã bấm nút. Chúc mừng em. Đóng tay đi các bạn. Em cũng còn là một quân ảnh nhiều. Cũng cao cũng bằng nhau mà. Và ngày hôm nay tôi chúc mừng cho hai bạn nha. Và mong rằng ta tìm hiểu nhau thật kỹ để đi đến hôn nhân. Một nụ hôn đầu tiên, kỷ niệm ngày đầu tiên chúng bạn gặp nhau. Đó, dễ thương lắm. Em gái cười mãn nguyện đúng không em? Chị gái lấy chồng rất là vui đúng không? Rồi chúc mừng em. Đây là chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 lý chiến thắng để tặng các bạn. Việt Nam Cacao gửi tặng hai bạn hộp sô-cô-la đa vị do Việt Nam Cacao sản xuất. Việt Nam Cacao xin chúc những ngày tháng hẹn hò của hai bạn ngọt ngào như những thanh sô-cô-la này. Đây là phần quà dành tặng cho hai bạn, bánh cao cấp Goodie, sản phẩm của công ty cổ phần BBK. Và đây, phần quà dành tặng cho hai bạn là một chiếc Smart TV Akino 40 inch trị giá là 6.990.000 đồng, đến từ thương hiệu Akino, tinh hoa công nghệ, thăng hoa cảm xúc, sẽ nằm trong ngôi nhà của hai bạn nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Rồi, chúc mừng hai bạn, cố gắng nha, tìm hiểu nhau nha. Xin mời. Khi em nghĩ là khi mà em yêu thì em sẽ rất là ghen. Ghen cỡ nào? Ví dụ như bạn đó mà có Facebook hay là Instagram mà cứ like nữ mà nữ đẹp gái hơn em là em muốn chịu. Như vậy là chúng ta đã thấy một cặp đôi đã bấm nút hẹn hò. Cầu mong tất cả mọi điều tốt đẹp và hạnh phúc sẽ sớm đến với họ. Còn bây giờ xin mời quý vị đến với cặp đôi thứ hai. Mời bạn nam. Rồi, chào bạn. Mời đi bạn. Mời bạn nữ. Giới thiệu về mình đi em. Dạ. Trước tiên cho em xin chào MC Quyền Linh, MC Cát Tường và quý khán giả có mặt tại trường quay cũng như quý khán giả đang xem chương trình. Em tên là Nguyễn Hồ Thanh Duyên, hiện nay việc của em là nhân viên sale về các mặt hàng linh kiện, vi tính và em đang làm việc ở quận Tân Phú. Quê em thì đến từ Quảng Ngãi nhưng hiện tại thì em đã sinh sống và làm việc ở Hồ Chí Minh lâu rồi. Em năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ, em sinh năm 89, 29 tuổi ạ. 29 tuổi, dạ. Rồi xin mời bạn trai. Xin chào quý khán giả có mặt trong trường quay cũng như chào hai MC, chào chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Và tôi xin tự giới thiệu, tên là Cao Đức Thành. Hiện tại sinh ra và lớn lên thì ở Dầu Tiếng, Bình Dương. Và công việc hiện tại đó là làm điều dưỡng tại khoa cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương. Bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay 34 tuổi.
Điểm mạnh điểm yếu của em là gì nè? Em rất là gần gũi, chân thành, và em cũng rất là, trong tình yêu thì em cũng rất là chung thủy, và em sống rất là hoạt bát, và em cũng hay giúp đỡ người khác rất là nhiều. Bên cạnh đó thì điểm yếu của em thì cũng có, đó là em rất là thẳng tính, và bên cạnh đó thì em cũng hay rất là thích ham ngủ, và cũng có nhiều khi em nghĩ là khi mà em yêu thì em sẽ rất là ghen. Ghen cỡ nào? Ví dụ như bạn đó mà có Facebook hay là Instagram mà cứ like nữ mà nữ đẹp gái hơn em là em không có chịu. Dạ. Có like dạo không em? Cũng có mà ít thôi chị ơi. Đó, hạn chế lại nha. Hạn chế lại nha, chứ like dạo mấy cô gái là bên này không chịu đâu nha. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Em thì vui vẻ, hòa đồng, chịu khó, cũng nhiệt tình cho công việc. Em có một cái gọi là tật xấu gì không? Tật xấu em cũng mỗi lần ra ca thì em ngủ cũng nhiều. Chính vì thế mà cứ theo say cuồng của công việc thì với lại đi chơi với bạn bè riết rồi nay mới ế. Ế bao lâu rồi? Em nay cũng ế cũng phải 5 năm. Em 5 cũng năm. Có dạ. Cũng một mối tình chính thức, còn mấy cũng hai mối tình lai rai. Chính thức một quen chính được thức bao thì năm? Em quen được 2 năm. Vấn đề là cũng không hợp tuổi tác anh. Sau không đó thì hợp tuổi. Dạ không hợp em tuổi. Em con gì? Dạ em tuổi con chuột. Bên kia tuổi gì? Dạ con rắn ạ. À. Quá hợp ạ. À. Em đang tìm á. Chúc mừng. Bên đây một mối tình thôi đó. 2 năm chia tay. Bên kia? Dạ em còn trong trắng hơn nữa ạ. Em mối tình của em là giống như một tờ giấy trắng. Hy vọng anh chàng bên kia sẽ là những người viết lá thư đầu tiên cho em ạ. Được, anh sẽ viết lên những gì đẹp nhất cho cuộc đời của hai đứa mình. Thật ra thì em cũng là một người rất là lãng mạn. Hy vọng thì anh sẽ là lãng mạn xém xém một chút. Khi mà quen em thì em sẽ hướng dẫn thêm. Rồi, anh sẽ lãng mạn và ngôn tình. Dạ. Thôi, hôm nay thì bạn gái muốn tìm một người yêu lý tưởng như thế nào? Không có cầu kỳ về hình thức bên ngoài. Đối với em thì thần thái không quan trọng. Quan trọng là thái độ. Tức là phải cần chân thành, chân thật và chung thủy, không có lừa dối. Bạn trai thấy mình đạt được bao nhiêu phần trăm những cái yêu cầu đó? Em chắc nắm chừng khoảng 70% mà chị. 70? 70 dạ. Là nhiều rồi. Mình có cái mẫu người lý tưởng gì không em về ngoại hình? Dạ, nếu mà ngoại hình thì em nghĩ là anh MC Quyền Linh là chuẩn, rất là chuẩn luôn. Vừa là đẹp trai nè, rồi vừa là mẫu người của gia đình nữa. Em rất là thần tượng. Cảm ơn em. Dạ. Anh bên đây đẹp trai hơn anh. Dạ. Chết, đẹp trai vậy, ghen dữ quá anh. Không thật, đẹp trai hơn người Linh. Mặt cũng sói ca hơn đó nha. Em trai, em muốn tìm mẫu hình lý tưởng như thế nào? Dạ, em muốn cũng chiều cao bằng một bạn nữ khoảng trên 1,5 m là được. Tóc dài và mang vẻ đẹp truyền thống là được. Để anh qua anh xem mẫu bạn gái của em thế nào. 100% luôn. May quá, chào anh Linh. Bạn gái của em đã hâm mộ anh. Dạ. Cảm ơn em đã lấy anh làm hình mẫu. Anh, có thể cho em bắt tay anh được không? Rồi, cảm ơn em rất nhiều. Em không thích điều gì người đàn ông? Không thích người đàn ông đó hút thuốc, nhưng mà em nghĩ anh này điều dưỡng thì chắc là sẽ không vướng cái điều đầu tiên này. Theo em nghĩ là em không thích người gia trưởng và nóng tính. Bên cạnh đó thì bạn nam thì nên là quan tâm về bạn gái nhiều hơn. Chẳng hạn như nhiều lúc em ghen, em giận như vậy thì ngoài đó bạn đó sẽ biết lãng mạn một chút. Chẳng hạn như cầm một bó hoa tặng em thì nhiều khi em sẽ hết giận ngay lúc đó. Tức là một phụ nữ thích lãng mạn đúng không? Dạ. Em trai có lãng mạn không? Có lãng mạn. Được anh. Cũng ổn đó. Bây giờ để nhà gái qua coi. Nhưng mà thí dụ như được thì sau này thí dụ như là em về Bình Dương sống được không? Về đó làm việc được không? Cái đó thì em nghĩ là nếu mà tình yêu đủ lớn thì Bình Dương với Hồ Chí Minh cũng gần, không có xa. Quan trọng là mẹ em là rất là mong có con rể rồi, nên nhiều khi mẹ chịu là em cũng chịu luôn. Rồi là làm dâu vẫn được đúng không em? Dạ. Rồi chào bạn. Dạ chào chị Cát Tường. Mình không thích cái điều gì ở người bạn gái, người vợ tương lai của thì mình? Thì nói nhiều thôi. Ghen thì cũng có chừng mực. Chừng nào tiến tới hôn nhân được? Tớ tùy theo bạn nữ thôi. Em cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần bạn gật đầu đồng ý là rước vàng về dinh thôi. Em cũng dễ chịu lắm, em lãng mạn, chỉ cần anh phải cầu hôn sao lãng mạn là được rồi. Suy nghĩ nha, cách cầu hôn như thế nào cho lãng mạn. Rồi bây giờ là mình kiểm tra ý kiến người thân sau mình gặp mặt nha. Bạn gái đi với ai vậy? Dạ em đi với mẹ và chị gái và hai người bạn chung học ạ. Rồi chào cô. Xin chào chú Quyền Linh và cô Cát Tường. Dạ. Và chào tất cả khán giả trong trường quay. Dạ. Tôi là mẹ của Duyên. Tôi thấy chú này cũng được. Tôi chỉ mang so cho hai đứa nó tìm hiểu và đi tới cái hôn nhân cho nó được trọn vẹn. Đừng có gia trưởng quá. Rồi. Dạ. Con thì nếu như được tiến tới hôn nhân thì con hứa những điều kiện mà cô đưa ra thì con sẽ đáp ứng được. Chị có muốn nói gì với để tương lai không? Dạ có. Em xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường. Dạ. Chị chào em. Dạ chào chị.
Hai thấy thì anh này rất thông minh, rất kỹ tính, rất là tốt để em có thể lựa chọn được. Anh đây là một người giống anh hai nhà mình, rất là ok. Theo em thì không, sao không biết, nhưng hai thì ủng hộ, chọn đi em. Rồi, xin cảm ơn. Dạ, hôm nay em đi với một người, hai người cháu với một người bạn đồng nghiệp, đó là bác sĩ Tính. Em xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường cùng toàn thể quý vị khán giả đang xem chương trình. Em tên là Tính, là bác sĩ ở khoa cấp cứu bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương. Đầu tiên là em muốn nhận xét về bạn nữ, là bạn nữ này là một người phụ nữ rất là nét đẹp, rất là hiện đại, trả lời cái câu hỏi rất là tinh tế, thông minh, chiều cao thì cũng phù hợp với anh Thành. Rồi, cảm ơn bác sĩ nhiều. Bây giờ mở rào. Bắt đầu. Rồi, chào em, đến đây là một cái duyên để chúng ta gặp nhau. Thì mong là có cái tương lai tốt đẹp. Thì anh gửi em một món quà. Dạ rồi, em cảm ơn anh. Thì em, tại vì là cái người ta gọi là cái nghề thì nó sẽ tạo cái nghiệp. Thì em làm bên vi tính thì cái bệnh lãng mạn của em nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái nghề vi tính. Thì em sẽ tặng cho anh thẻ nhớ. Còn cái hộp này đại diện cho trái tim của em. Hy vọng anh sẽ luôn nhớ về trái tim của em. Và trong thẻ nhớ này sau này sẽ là hình của đôi ta. Cảm ơn em. Cho anh mượn đôi tay của em nè. Yêu là sẽ bên nhau trọn đời, chẳng bao giờ lìa xa nhau, dù cho bao đổi thay, cho ngày sẽ trôi qua em đêm mang tiếng cười theo ta từng ngày. Có phải cho anh ôm cái được không ạ? Rồi, cảm ơn em. Thì để đáp lại một bài hát của anh thì em cũng sẽ xin tặng cho anh một bài hát, mặc dù thì em hát không hay nhưng được cái là tự tin và hay hát. Em sẽ hát bài một đoạn điệp khúc trong cái bài là Chỉ là anh thôi. Từ hồi con tim em đã tìm thấy yêu thương vâng chính anh, và em muốn thấy mọi thứ bình yên thật khác trong vòng tay anh. Từ con tim tìm đến nhau vì nhau. Cảm ơn em. Rồi, ra ngồi ghế cho chị. Giống như gặp nhau từ kiếp nào luôn vậy trời. Em là một người phụ nữ của gia đình hả? Truyền thống. Suy nghĩ của em thì sẽ rất là truyền thống. Còn về cách giao tiếp hay là gì đó thì em rất là hiện đại. Tức là em sẽ kết hợp giữa hai cái đó. Mẹ anh thì cũng đang cần một cô con dâu, rất cần có em về để cùng xây tổ ấm với anh. Nên mong rằng là những cái ghen hoặc là những cái suy nghĩ gì đó thì anh từ nay sẽ bớt lại. Cái đó bóng bóng để đó là sao? Ở đây anh có ba trái bóng nè. Anh sẽ có, em thích màu gì em hai anh với em sẽ cùng bóp cho nó bể trái bóng này. Em thích chọn đi. Em chọn màu gì? Rồi, màu xanh em bóp đi. Anh với em cùng bóp cho nó bể đi. Rồi, màu nào tiếp theo ạ? Màu hồng. Rồi, màu hồng, ok. Gì bạo lực vậy trời. Còn màu cuối cùng. Rồi, em thử đọc miếng giấy này lên đi. Đồng ý làm bạn gái anh nhé. Cái này lát nữa nút bấm sẽ nói lên tất cả. Đúng rồi. Dạ. Ok. Thì bên cạnh đó thì anh cũng hỏi em rồi, giờ đến phiên em sẽ hỏi anh. Ví dụ như mà lúc mà em giận quá thì anh sẽ như thế nào? Giận quá hả? Cho em bóp bong bóng đó. nếu mà giận quá, nếu mà tới mức mà nó quá thì anh sẽ là người đi uống cà phê hoặc đâu đó. Hoặc là tối về học xin lỗi hoặc gì đó, chúng ta hoặc cũng là trao đổi. Nhưng mà lúc đó em không thích đi uống cà phê thì sẽ như thế nào? Thì tâm sự. Em cũng không thích tâm sự. Lúc đó là em quá đáng đến quá mức rồi, gọi là không thể chấp nhận được. Lúc giận dữ quá hả? Tìm đủ mọi cách mà đã không ấy thì anh cũng không biết cách gì nữa. Nhà anh có cần sự trợ giúp không ạ? Được rồi, không cần trợ giúp đâu. Một cái nhào vô em đè ra em hung cho chị hết. Được không? Em cũng đang tính nói vậy chị. Nó thì nói đại đi chứ không đợi chị cho giúp gì. Em đè ra em hung hết. Và bây giờ em nói một câu cuối cùng, một cái gì chân thành nhất, em muốn cái điều gì để chúng ta quyết định bấm em nút. Hãy bấm nút chọn anh và chúng ta hãy cùng xây dựng gia đình. Và anh cũng đang mơ về những ngôi nhà và những đứa trẻ. Thì mong rằng chúng ta cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Rồi. Chúng ta đủ để cảm giác xem con tim mình có cùng chung nhịp đập hay không. Hãy đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm và phải chịu trách nhiệm với quyết định của mình các bạn nha. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng. Hay. Nắm tay nhau đi hai bạn. Xứng đôi ha. Trời, sinh ra một cặp này vừa vặn luôn á. Bây giờ
Mình xin bác đi. Con xin phép gia đình cho con hôn một cái thể hiện sự chân thành. Có được không ạ? À, được. Rồi, chị hai vỗ tay quyết liệt luôn. Bắt đầu. Trời ơi, chị hai kìa. Chị hai sướng quá trời luôn kìa. Thôi, chúc hai bạn hạnh phúc ha. Những chiếc vé xem phim để các bạn có thời gian, có không gian để tìm hiểu nhau nhiều hơn. Đây là phần quà dành tặng cho hai bạn. Bánh cao cấp Goodie, sản phẩm của công ty cổ phần BBK. Việt Nam Cacao gửi tặng hai bạn hộp sô-cô-la đa vị do Việt Nam Cacao sản xuất. Việt Nam Cacao xin chúc những ngày tháng hẹn hò của hai bạn ngọt ngào như những thanh sô-cô-la này. Quà tặng cho hai bạn là một chiếc Smart TV 40 inch trị giá là 6.990.000 đồng, đến từ thương hiệu Akino, tinh hoa công nghệ thăng hoa cảm xúc, sẽ nằm trong ngôi nhà của hai bạn nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Khán giả xem truyền hình cũng có thể nhận được quà tặng, đó là một chiếc Smart TV Akino 32 inch trị giá là 4.690.000 đồng nếu như trả lời câu hỏi của chương trình thông qua fanpage Bạn Muốn Hẹn Hò. Hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ rất là quen thuộc 15:20 chủ nhật và 22:45 trên kênh HTV7 Đài Truyền Hình Thành Phố Hồ Chí Minh với Bạn Muốn Hẹn Hò. Quý vị có thể theo dõi lại chương trình trên kênh cổng thông tin Love TV và đừng quên nhấn subscribe quý vị nhé. Và một lần nữa cảm ơn thương hiệu TV Akino, tuyệt tác công nghệ cho gia đình Việt, đã tài trợ chính cho chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại. Và ngay bây giờ, khán giả ngay tại phim trường cũng có cơ hội nhận được một chiếc đồ cơm điện trị giá là 350.000 đến từ thương hiệu Akino. Và chúc mừng cho người có số 62. 62. Rồi, xin mời em lên. 462 rồi ha. Đây, một chiếc nồi cơm điện của Akino 350.000. Đó là quà tặng dành cho bạn ngày hôm nay. Rồi, giữ lại kiểm tra cho bạn nhanh.